Xin chào tất cả các bác ạ. Chúc các bác một ngày đầu tuần cũng đầu tháng vui vẻ, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vintage Web. Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác có thể ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình bên phải để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Ngày hôm nay em xin thiệu với các bác đó là cái kính Super Lamy bọc vàng của Pháp. Đó. Các bác đang xem trên kênh của anh Vintage Web, các bác có thể nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Đây là em đang quay các góc độ cho các bác nhé. Kính này mắt mới thì mắt mới vẹn hay rồi còn chuôi gọng thì tất cả là nguyên zin các bác nhé. Ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông, là chuyện vuông chuyện tam giác, đó là logo của hãng. Đây là mắt màu nâu trà đậm các bác nhé. Các bác mua về các bác không thích các bác thay mắt cắt cận lão viễn loạn thị để tùy ý thích theo cái chỉ số đo mắt của các bác. Em quay các góc độ này, các góc cạnh này, từ trên xuống dưới, từ ngang dọc xuôi ngược này. Các bác Hà Nội có thể qua nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 0916566826. Em sẽ ghi rõ thông tin về kính, giá cả bài viết. Đó. Đây là con kính bọc vàng của Pháp được sản xuất vào thập niên 1950. Kính thì còn nguyên zin tầm bộ, độ mới thì khoảng 90% các bác nhé. Và rất cảm ơn các bác đã xem video.